Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì những cái đơn hàng Trung Quốc do khẩu đang tắc, thế nên là Huệ không thể đi được tiếp những cái công tiếp theo. Hiện tại Huệ đang tập trung để làm hàng cấp đông, nhưng mà vừa rồi thì Huệ có nhập trang chín của một số đại lý và một số người dân. Khi trang chín từ tay của các bạn rất là đẹp, nhưng mà khi tới Huệ thì bắt đầu cái độ chín quá nó sẽ bị loang. Cộng thêm cái thời tiết này rất là khó chịu, ví như là mưa nhiều quá, dư lượng và nấm mệnh ở trong cái chanh đã có rồi, nên khi cái hàng tới Huệ thì sẽ bị cái tình trạng là thì nóng. Tỷ lệ loang rất là cao, nên là gây đến cái tình trạng là tỷ lệ giạt nhiều, không thể lấy được số lượng lớn để đi hàng được. Thế nên là bây giờ Huệ đang triển khai là mua cái hàng 9 đến 13 trái một ký, hàng xanh thôi. Các bạn đóng đúng sai một lỡ, đóng một thùng thì Huệ sẽ mua 7.000. Thế nên là Huệ đang thu hàng tất cả các nơi, các tỉnh và nơi địa phương mà Huệ đang sinh sống. Thì các bạn ai vườn nào có hàng đẹp thì trước mắt chưa được Trung Quốc và hàng không đủ tiêu chuẩn đi Âu thì mình cứ làm cái hàng xanh, Huệ sẽ mua 7.000 nhé. Đó là những cái thông báo để Huệ gửi tới mọi người, để mọi người biết cái giá hiện tại thị trường đang mua như thế nào. Còn lại là những cái trái size 2 và những cái trái chanh múc thì Huệ vẫn mua múc bình thường. Dạ, xin chào.